Sách tâm lý học đám đông, Le Bon, Gustave Le Bon, 1841. 1931 là nhà tâm lý học xã hội nổi tiếng người Pháp với lý thuyết về đám đông. Ông viết về nhiều lĩnh vực và có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Pháp đương thời, Le Bon tập trung nghiên cứu về tính cách và tinh thần của các dân tộc, những ưu thế và quá trình phát triển của các chủng tộc. Ông đặt lên hàng đầu khái niệm vô thức tập thể mà chính Freud đã thừa nhận vai trò của nó đối với các nghiên cứu về phân tâm học của mình. Le Bon cho rằng con người được xác định bởi những nhân tố sinh học và tâm lý học. Chủng tộc cũng núp bóng trong mỗi cá nhân cấu thành một dân tộc, nó chi phối mọi hành động, mọi ham muốn, mọi sung năng của anh ta, nó tạo nên vô thức tập thể của anh ta, trong khi đó, thời đại của Le Bon đã chứng kiến bản chất di truyền của chủng tộc bị lung lay với sự lớn mạnh của đám đông và những bất ổn về chính trị, xã hội ông đã trải nghiệm qua công xã Paris năm 1871 và nghiên cứu rất kỹ về cuộc cách mạng Pháp năm 1789 và 1848. Những trải nghiệm ấy mang lại kinh nghiệm thực tiễn cho việc hình thành tư tưởng về đám đông của ông. Tư tưởng ấy được thể hiện rõ rệt nhất trong tác phẩm Tâm lý học đám đông. Theo Le Bon, những đám đông luôn bị vô thức tác động, họ xử sự như người nguyên thủy, người dã man, không có khả năng suy nghĩ, suy luận mà chỉ cảm nhận bằng hình ảnh, bằng sự liên kết các ý tưởng, họ không kiên định thất thường và đi từ trạng thái nhiệt tình cuồng loạn nhất đến ngây dại ngớ ngẩn nhất. Ngày nay, lý thuyết của Le Bon vẫn chịu một số chỉ trích. Ông được coi là người đặt nền móng cho chủ nghĩa quốc gia hiện đại nhưng dù thế nào đi nữa thì le bon cũng chỉ là con đẻ của thời đại ông nỗi lo sợ về nạn bạo lực sự hoành hành chứng khủng bố của những đám đông thể hiện rất rõ trong lý thuyết của ông ông dường như đã quá phóng đại về nguy cơ bạo lực và sự vô lý của đám đông tuy vậy cuốn sách này thực sự là tác phẩm quan trọng và có ảnh hưởng lớn tới tư tưởng thời đại của le bon nói chung cũng như tâm lý học hiện đại nói riêng trên đây là những chia sẻ review sách tâm lý học đám đông le bon mà các bạn không nên bỏ qua hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn trong thị trường chứng khoán việt nam để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn lựa chọn đầu tư là ở mỗi người nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai chúc các bạn thành công